Ừ nóng quá. Cái nồi này lâu sôi quá ta. Đớn tiền cay không? Chứ không mấy cái này đâu cay nhiều. Dạ, ớt. Nhưng mà không cay. Không biết nữa, nhưng mà có để muối á. Cái đó có muối mặn. Để cho muối cho không hưng ha. Nó mặn chứ cay thì không cay không đâu. Là nhân viên đi làm có mua đem theo không? Dạ có, có. Mà thấy là mà phải Dũng phải mong mua cho Trần Vĩnh đem theo. Phải sắc vô miếng trước. Ê, xào lên chua. Để nó khét. Có nước nó đỡ khét á. Gà nước á. Xin chào các anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình làm mì cay ăn. Nhưng mà không có làm nồi khổng lồ siêu to. Lần đứa ăn à. Một cái tay tiền ơi, con dao bé lắm rồi kìa. Mình làm cái sợi quá. Con dao bé lắm á. Cái này để mà chơi thôi chứ cắt cay thì mình chắc mình phải bỏ ớt bự á, chứ ớt này không cay đâu. Ông ba tàu ông làm thịt tế ngon dữ lắm, ngon cay mà vậy, cay cay mà ngon dữ lắm chứ không phải như thịt tế giờ người ta làm mình mua ở chợ nè. Ông làm ngon dữ lắm, cay nhưng mà cái vị nó thiệt là ngon rồi. Vậy chắc cái vị của tàu á. Ừ. Lập xuyên dịch thôi vậy. Ừ, ngon dữ nào giờ mới nghe. Kêu bằng lập dịch. Lập dịch hả? Ờ lập dịch chứ không phải lập xưởng. Xuyên dịch. Ba tàu là lập xuyên dịch ngon hết sức luôn. Nào giờ mới nghe là lập dịch á. Nó tại có bán. Ngon có đầu tiên á, mà cái mì này ăn ngon, cái mì đen đê càng nấu ăn càng dai chứ không có như mì tôm kia. Ăn tôm. Mì này mới đúng là mì tôm nè, có con tôm. Còn kia không có con tôm. Còn mì giờ không có con tôm á. Như bởi vì người ta đặt mì gà đâu không có mì gà với mì tôm là thứ. Mì gà xanh phở. Có gà hồi đó mà ở trên mợ bán tiệm tập quá, cái lâu lâu ăn gói thấy ngon thấy sợ luôn. Bỏ vô nước sôi mà mình nấu thì khoảng 1-2 phút nữa nó dai đúng không vậy? Ừ. Chứ mình nấu nước mình thử ăn không ngon. Mà nhỏ ăn tỏi này dài đúng không vậy? Chế cái gói gia vị mình vô. Miếng mềm lấy cái gói của người ta mình sẵn. Nhiều luôn, nhiều dầu. Coi vậy chứ chút mình cũng phải nêm, chứ cái gói này không đủ. Mình có tỏi nữa. Dạ, có tỏi nó lạc lại. Mình nó sôi nè Tiền ơi. Ôi, không có gì.
Để miếng thử coi. Bài heo. Giờ ngồi ba hướng coi nó bay theo hướng nào nhiều. Đường. Tại nãy cái ớt á, cái bột ớt nó có nhiều muối quá. Cái bông nè. Bài theo với anh dùng với người không hút. Thiếu gì đèn. Ô, nếm thử uống thử hả? Uống thử nè. Để ba chim cay nha. Chim cay mà ít hiểm. Ăn ăn chút dám chịu nha. Cái này tưởng tượng nó giống như canh vậy. Thiếu cái gì á? Không biết nó thiếu cái gì. Thì kệ này, chỉ cần cay lên là ăn được rồi. Để thêm tí xíu hạt nêm chưa? Này biết sao không? Nó không có cái mùi sa tế á. Ờ khói. Thì ba. Hả? Này nó không có mùi sa tế á. Đúng rồi. Này thấy thiếu quá chứ, này nó nước này thì nêm chắc không giống như nó canh như gì. Rồi giờ bỏ mấy này vô nha. Đập mấy này vô luôn. Còn hộp vịt để làm gì? Đập vô luôn. Mì, mì đâu, mì đâu? Rồi, sao sao nhét mì đây? Dẹt, dẹt, dẹt lá nó quăng bên tiền. Đi phè. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, gì? Chạy nó lại là ăn được luôn á. Ngon chứ bộ. Để tính chính là ăn được á. Còn sôi. Ôi, còn sôi nè. Nồi này nóng lâu. Thiệt không? Ờ, còn sôi ngọt. Nó lâu nóng mà. Thơm với người ta, thơm mùi gì vậy ta? Thơm gà ớt. Mùi tôm với mùi mực. Ngon quá. Rồi, lấy mì nha. Một nồi luôn chứ nhiều ghê luôn. Đâu phải ít. Ngày ba người ăn là đủ á. Ăn no được. Sao lấy đây? Múc nước xong để cái bông lên. Ủa bảy múc múc. Ủa mà tổng cộng có mấy hộp vịt? Có một cái hộp vịt là hai. Đây. Ba người mực. Gấp mực. Mực nữa, đúng rồi. Chén này thiếu mực. Cái đậu mực nữa. Đâu rồi cái bông gì mà hả? Mì khó lấy quá, mì nó trơn quá à. Chiếc mì cay con đẹp không? Nha. Đẹp. Bông nữa nè. Chủ bông mực á. Mực đây. Đây. Đứng. Để ngay giữa mới chịu nha. Tâm tiền kháng ra lẩm bông hay ghê ha. Mực. Mực này ngon à. Mực này là mực na.
cái bông bự nè, bông này bông búp chưa nở thì le trứng này, cho miếng trứng nữa nè, đang tiền ép thôi, tiền chưa có trứng, tiền có ít chưa có trứng mà, ơi cái đồng đỏ dớt ăn mà bác, anh chị ăn vô múc nước chơi. Xin mời các bạn nha. Chị nào ông đụng cái ớt rồi. Ăn nè. Đúng cái nhiều nha. Mày này cấp độ 0.5. 0.5 à. Độ mấy là cao nhất tiền? Cấp độ 7. Hả? Nãy cho bỏ thì mấy thằng nem giờ hơi mặn nè. Còn cái cấp độ mà gọi là ăn ớt cái cơm á là khác nữa, là ăn một chén ớt rồi gấp cơm ăn. Ăn nó chắc nóng ra. Bê gấp cơm ăn. Nước trọng thì có. Còn cái cấp độ mà ăn cơm với ớt là xưa rồi, ăn ớt với cơm á. Đưa ớt vô xong gấp miếng cơm. Ừ, ớt là cái chén ớt xong mình gấp miếng cơm ăn. Cắn cái ớt ăn được không? Chưa, trình độ em chưa tới đó phải rồi. Này. Mà phải ăn hả? À, mà không dám. Trời cay quá. Đúng rồi, phải ăn chứ. Hết hồn. Có đâm đâm ra thì chấm mé mé là được. Không dám ăn ngay miếng ớt nè. Nhà mình không ăn cay được. Cay hơi hơi à. Nên mình không dám ăn cay. Mất cầm bỏ hết. Nó còn soi đi, thấy không? Ừ. Nồi này mình thoa vừa cạn cạn là nhắc xuống cho để cạn là nhắc xuống cái. Được không? Còn soi. Nồi này men Trung Quốc mà cũng nóng quá ta. Vậy là anh Dung múc nước sao? Dung múc nước sao? Tại mà không chịu hấp nước. Ai múc nước cho mà bãi hả? Mà bãi. Cay. Nói là mình cay, mình nói mình cay thôi chứ không có cay. Nãy thấy để bột ớt quá trời, mình nghĩ là chắc không cay gì. Không có cay, cái đó nó không cay vậy. Có lắm, nhưng mà cái bột ớt là ớt hư, ớt khô, ớt héo rồi này, người kia người ta mới phơi. Thúi á, thúi á. Vậy sao mà người ta mới làm ớt khô đó đó? Phải ớt thúi không? Bỏ không ăn nữa. Thiệt mà. Nên mấy cái đó nó hết cay à. Đúng không? Không phải rồi, kiếm đầu ra ba ớt đó. Thấy chứ. Kiếm đầu ra bán thường lớn. Mà chợ bán cuối gì mà. Kiếm đầu ra nó nhiều. Nếu mà ai xuyên đi sưu tập ớt cuối thì bán. Mực ngon hay không? Ừ. 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 Học hợp lớp xuống thôi, ăn mồ hôi luôn. Chán ra. Ừ. Ừ. Tiền mới bị quýnh bầm mắt cho nên không cãi nóng. Đi ghi đi không đi bằng cứng không bằng cứng là không dám cãi nóng đó. Ngày hôm qua anh Dung có máy quậy đây. Cảm ơn các bạn và các anh chị đã theo dõi video của mình nha. Nếu bạn thấy thích thì nhớ like và nhấn nút đăng ký để xem những video tiếp theo của mình. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn.